Chibu ăn mặc gợi cảm, tự tin, khoe dáng. Mới đây, Chibu đã gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh mặc gợi cảm và thoải mái chụp hình kỷ niệm cùng những nghệ sĩ đình đám như ca sĩ Hàn Quốc CN, diễn viên Thái Lan Kitty Chicha. Được biết, những hình ảnh này được ghi lại khi giọng ca Anh ơi ở lại đến ủng hộ cho lễ hội âm nhạc diễn ra vào tối ngày 7 tháng 11 giờ Mỹ, nhân dịp cô đang có chuyến công tác tại Mỹ. Với lần lộ diện mới nhất, Chibu nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc cuốn hút, sự tự tin khi giao lưu với các nghệ sĩ quốc tế. Trước đó, Chibu bật mí sang Mỹ tham gia khóa học. Trong khi chia sẻ mới nhất, cô cũng hào hứng tiết lộ một vài hình ảnh về việc tham gia học diễn xuất. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.